Xin kính chào quý khách hàng và các nhà đầu tư Ngày hôm nay bất động sản Mộc Hỏ Xin giới thiệu đến cả nhà Hai nền biệt thự liền kề Mặt tiền đường số 8 Đường 23 Phường Hiệp Bình Chánh Ở quận thủ Đức, đây là thành đổ, phố thủ Đức Thuộc dự án phát triển nhà của quận 3 Đường trước hai lô đất hiện tại của mình đó là đường 10m có vỉa hè hai bên diện tích lô đất của mình đó là ngang 8 dài 15 công nhận 120m trên mỗi lô từ vị trí lô đất của mình ra mặt tiền đường số 23 50m Và về lại mặt tiền đường Phạm Văn Đồng ba trăm về lại trung tâm thương mại Gigamon à, cầu Bình Triệu chợ Bình Triệu bến xe miền Đông đại học Luật nhà thờ Fatima từ 3 đến 5 phút di chuyển thuận tiện di chuyển đến tất cả những khu vực à, tiện ích trung tâm của thành phố Thủ Đức mới à, quý khách hàng và các nhà đầu tư quan tâm xin liên hệ với lại bất động sản Mộc Hỏ 0902 669 004 để nhận được báo giá tốt nhất. Quý khách hàng và các nhà đầu tư quan tâm hãy đăng ký kênh bất động sản Mặt Hồ Riêu để nhận được những cái thông tin của những sản phẩm mới một cách nhanh nhất để chọn cho mình cái kênh đầu tư cũng như là nơi an cư lý tưởng. Xin nhắc lại là bán hai nền biệt thự liền kề. Mặt tiền đường số 8 giao với đại đường 23 phường Hiệp Bình Chánh quận Thủ Đức đây là thành phố Thủ Đức thuộc dự án phát triển nhà quận 3 khu vực thì nhà biệt thự cao tầng đồng bộ dân trí cao Xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng và các nhà đầu tư trong những video clip sản phẩm tiếp theo